Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3211, tiền bối, tôi vẫn là muốn thử một chút. Thần Long nghe vậy thì ngừng lại trong giây lát, không khỏi cười khanh khách, nói, tên nhóc kia, tôi biết cậu tu hành cái phương pháp châm cứu thần bí ở địa cầu nhất mạch, trên y thuật khẳng định có trình độ siêu phàm. Nhưng tu vi của cậu còn quá yếu nên đã hạn chế tầm nhìn và kiến thức của cậu. Cậu có biết thương thế của tôi là từ đâu mà tới không? dáng vẻ tươi cười của ông ta chợt biến mất, trong đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện sát khí ngập trời, nói, vết thương trên cơ thể của tôi là do một vị tôn giả tạo thành, tôi đã hao tổn mấy nghìn năm tháng chờ đợi, cũng chỉ mới áp chế được mà thôi. Cho dù là bác sĩ thần ra tay đi nữa thì cũng đều bó tay, cậu cảm thấy bản thân có làm được không? Đường Tuấn dùng mình trong lòng, suy đoán về thực lực của thần Long được nâng cao thêm một bậc, có thể chịu một kích của tôn giả mà không chết, con thần long trước mắt này chỉ sợ cũng là chiến lực cấp tôn giả. Nhưng tôn giả của long tộc không phải chỉ có một vị là long thần sao, chẳng lẽ con thần long trước mắt này là long thần ư? Tiểu bối, tôi không phải là long thần, nước của thế giới này còn sâu hơn tưởng tượng của cậu nhiều, dựa vào bản lĩnh của cậu căn bản không cách nào do thám được nông sâu, vẫn là đừng phí công vô ích nữa. Thần long phủ định ý nghĩ của đường tuấn. Tiền bối, tôi vẫn là muốn thử một chút. Đường Tuấn thi lễ lần nữa với Thần Long, vẻ mặt nghiêm túc nói, đây giống như là tôi luyện một lần với y đạo của tôi vậy. Anh muốn dùng y thuật giải mã tu hành, nhất định phải không ngừng mở rộng hiểu biết của bản thân về y đạo. Mà thương thế do tôn giả tạo thành, có lẽ hiện tại anh không có cách trị liệu, nhưng biết đâu có thể từ đó tham khảo được ra thứ gì đó cao thâm hơn thì sao? Nhìn thấy Đường Tuấn cố chấp như thế, Thần Long dường như có chút không thích, dù sao bản thân ông ta là sinh vật bậc cao trời sinh vô cùng kiêu ngạo, không thích bại lộ thương thế của mình cho người ngoài. Sau một lúc do dự, âm thanh của thần Long cũng lạnh lùng đi vài phần, nói cậu đã kiên trì như vậy thì tôi sẽ cho cậu xem một chút. Cơ thể thần Long giống như ngọn núi nhỏ khẽ di chuyển, thần Long nghiêng người qua một bên lộ cái bụng ra. Audio điện tử võ tấn bền Dầm dầm, một khí tức đáng sợ không cách nào hình dung xuất hiện. Đường Tuấn chỉ cảm thấy đầu óc dường như muốn vỡ tung, thần niệm lúc ẩn lúc hiện, giống như đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ đối mặt với sóng biển biên cuồng. Giờ phút này, trong cơ thể Đường Tuấn lóe ra vô số luồng sáng. Hỗn độn thần văn, Hỏa tự thần văn, hai loại căn nguyên lực tự động thúc đẩy với một tốc độ cực nhanh. Đồng thời, một tia thần niệm còn lại cuối cùng của Đường Tuấn thúc đẩy thần tàng quyết, khiếu huyệt trong cơ thể đóng chặt lại nỗ lực ngăn chặn khí tức đáng sợ đột nhiên xuất hiện này ở bên ngoài cơ thể. Trong nháy mắt lại dường như đã trải qua mấy nghìn năm. Lúc đường Tuấn khôi phục lại sự tỉnh táo lần nữa, cảm giác được toàn bộ quần áo đã bị thấm ướt bởi mồ hôi lạnh. Trong ánh mắt của thần Long lộ ra sự kinh ngạc, khẽ ồ một tiếng, nói tinh thần lực không tồi. Đường Tuấn giờ mới thấy được cảnh tượng ở bụng của thần Long, đôi mắt hung hăng co rút phần lớn chỗ bụng của thần long không khác biệt mấy, còn tỏa ra một hào quang màu tím, tỏ ra vô cùng thần thánh. Nhưng ở trong loại thần thánh này, trên bụng của thần long xuất hiện một lỗ thủng màu đen có chu vi 100 mét. Lỗ thủng màu đen sâu thẳng khiến người ta có cảm giác như có thể nuốt chừng hết tất cả. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được một vật màu đen chảy ra từ trong lỗ thủng, trong đó có cả sinh vật màu đen giống như run mà đường Tuấn đã thấy chương 3212, đây là vết thương do tôn giả tạo thành. Khí tức đáng sợ mà Đường Tuấn cảm nhận được trước kia chính là từ nơi này truyền đến. Khác với lòng uy minh mông cuồn cuộn, hơi thở này khiến cho người khác cảm thấy sự hung ác, tu giả có tinh thần lực hơi yếu chút e là trong nháy mắt sẽ bị xa vào bên trong. Đây là vết thương do tôn giả tạo thành. Ánh mắt của Đường Tuấn không ngừng run rẩy, không khỏi kinh hãi. Thần Long gật đầu nói, không sai, nói đúng ra là bị sức mạnh tiểu thế giới của tôn giả đánh tới tạo thành. Đường Tuấn khẽ động trong lòng, nhịn không được mà hỏi, tiểu thế giới có được lực lượng mạnh mẽ tới như vậy sao? Thần Long chậm rãi nói, tôn giả trước kia, phần lớn tiểu thế giới của tu giả đều rất nhỏ bé và yếu ớt, thuộc về giai đoạn không ngừng bồi dưỡng và trưởng thành. Nhưng một khi đạt được tôn giả, tiểu thế giới sẽ xuất hiện biến chất. Trong lúc tôn giả chiến đấu, phần lớn đều là chiến đấu trong tiểu thế giới. Bọn họ vận dụng là hoàn toàn khống chế sức mạnh của tiểu thế giới trong tay, chiến lực được phát huy ra đương nhiên cũng sẽ vượt xa tu giả sử dụng pháp tắc thiên địa. Vết thương trên người của tôi chính là do sức mạnh tiểu thế giới của tôn giả để lại. Ông ta lắc đầu nói, mấy thứ này nói nhiều với cậu cũng vô ích thôi, không phải cậu muốn xem thương thế của tôi à, bây giờ thấy rồi thì không biết có cảm nghĩ thế nào. Trong giọng nói mang theo đùa cợt nhàn nhạt, nhạt hiển nhiên cũng không có ôm hy vọng gì với Đường Tuấn. Đường Tuấn không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lỗ thủng màu đen. Thần niệm của anh mang theo pháp lực xông ra, chậm rãi đến gần vết thương của thần long. Càng tiếp cận thì sát khí càng dày đặc hơn, sắc mặt của Đường Tuấn từ từ trở nên trắng bệch. Hờ hờ. Lúc pháp lực và thần niệm của Đường Tuấn va chạm vào tầng ngoài của khí thức màu đen thì pháp lực và thần niệm trở tan rã rồi hóa thành một làn khói trắng, Đường Tuấn buộc lòng phải chuyển pháp lực và thần niệm nhanh ra ngoài. Quá trình này rất nguy hiểm, một khi bị khí tức màu đen này nhiễm lên rồi tiến vào trong cơ thể của anh thì hậu quả không thể lường trước được. Nhưng anh phải kiên trì, lúc này thần niệm của anh đang thâm nhập vào lỗ thủng màu đen, quan sát kết cấu của hơi thở này với khoảng cách gần. Hơi thở này với pháp lực và tinh huyết của thần long không hợp nhau, nhưng lại có thể hấp thụ pháp lực và tinh huyết của thần long để sử dụng kiểm tra một lúc lâu, Đường Tuấn cuối cùng cũng tổng kết ra một ít quy luật. Trong lòng anh khẽ động, sao thuộc tính của hơi thở này lại tương tự với cổ ma nhất tộc như vậy? Thần niệm của anh tạm thời rời khỏi lỗ thủng màu đen, từ bốn phía của lỗ thủng màu đen tiến vào trong cơ thể Thần Long. Theo động tác của thần niệm anh, kinh mạch và khiếu huyết xung quanh lỗ thủng. Chương 3213 đúng là hành động nực cười mà. Long huyết chính là vật cực kỳ bổ dưỡng huống chi là tinh huyết của rồng. Khí tức của đường Tuấn đã khôi phục đầy áp trong nháy mắt, thậm chí còn vượt qua cả trước kia, một khí tức của lôi kiếp như ẩn như hiện. Đường Tuấn nói tiền bối, tôi chỉ có thể làm tới nước này thôi, hy vọng có thể giúp ích cho tiền bối một chút đỉnh. Khí tức màu đen này thật sự rất kỳ lạ, nếu như không phải anh có căn nguyên nuốt chừng mơ hồ khắc chế được luồng sức mạnh kia, anh cũng không có cách nào thay đổi được khiếu huyệt và kinh mạch của thần Long. Thần Long nói không sai, sức mạnh của Tôn Giả vượt xa tưởng tượng của anh, xa đến hiện tại anh không có khả năng tiếp cận đến. Cái lỗ thủng màu đen kia dường như đã tự tạo thành một tiểu thế giới hắc ám, kỳ dị đến đáng sợ. Thần Long lắc cơ thể, khí tức đáng sợ kia mới tan biến đi, ông ta cười nói, cậu đã làm tốt lắm rồi, ít nhất cũng giúp được ta giảm ít đau đớn. Không nghĩ tới y thuật của cậu lại vượt xa khỏi tưởng tượng của tôi, có lẽ cậu sẽ có cơ hội đi được đến con đường của người đi trước kia. Con đường y đạo thành tôn giả theo như lời của thần Long nói, đường Tuấn cũng không nghĩ gì nhiều, điều này với anh mà nói là quá xa vời. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu với thần Long, anh đã chuẩn bị rời khỏi vùng đất hóa rồng, thần Long đưa anh đến tầng thứ ba, dường như không muốn để người khác phát hiện ra sự khác thường. Sau khi tiến đường Tuấn đi, trong ánh mắt của thần Long mỉm cười nói, không nghĩ tới tên nhóc ấy vậy mà lại mang đến cho mình một sự kinh ngạc vui mừng ở phía đường Tuấn nhìn xem thì có thể anh chỉ là giảm bớt chút thống khổ cho thần Long. Nhưng giảm bớt được chút thống khổ ấy, ý nghĩa đó đối với thần Long là có thể phân ra nhiều sức mạnh để làm những chuyện khác hơn. Lúc đường Tuấn xuất hiện ở tầng thứ ba của vùng đất hóa rồng rồi chuẩn bị trở về, đám người ngao vấn thiên chờ ở trên thạch trụ tại vùng đất hóa rồng không khỏi lắc đầu bật cười, trong nụ cười mang theo ý khinh miệt thản nhiên. Thật sự là không có một chút bất ngờ nào cả, quả nhiên anh cũng chỉ có thể đi tới tầng thứ ba mà thôi. Vẻ mặt của Ngao Vấn Thiên khinh thường, đang tự độc thoại. Đại trưởng lão cũng xua tay nói, chờ sau khi cậu ta ra ngoài thì đóng vùng đất hóa rồng lại đi. Chuyện đồng ý với Chu tước thần quân, Long tộc chúng ta đã hoàn thành rồi. Muốn trách, chỉ có thể trách chính cậu ta không hăng hái tranh giành, không trách chúng ta được. Đám người ngao nguyên khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút thương tiếc, xem ra thiên phú của đường tuấn chỉ thể hiện được ở trên y đạo ở trên việc tu hành có thể mạnh hơn thiên tài ngao phồn chút đỉnh nhưng với loại cấp số như ngao vấn thiên thì không có cách nào so sánh được ngao vấn thiên không có chút bất ngờ gì với lần này cười nhạo nói không có gì để kinh ngạc cả nếu như tùy tiện xuất hiện một người có thể so sánh với tôi thì những người bị tôi đánh bại sẽ nghĩ thế nào đây được rồi anh ta cũng ra rồi chúng ta đi xuống đi các trưởng giả long tộc cũng chỉ có thể cười khổ lại với lần này. Ngoại trừ đại trưởng lão ra thì các trưởng lão của long tộc đều đi xuống theo. Ở bên ngoài vùng đất hóa rồng, Ngao Vấn Thiên nhìn đường Tuấn, đặc biệt cảm ứng được khí thức của lôi kiếp phát tán trên người của anh ta, vẻ mặt khinh thường càng thêm sâu đậm. Người này vậy mà thử thách tầng thứ ba xong lại ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh, đúng là hành động nực cười mà. Lúc này, Ngao Vấn Thiên không hề coi đường Tuấn thành đối thủ dù chỉ một chút chương 3214 cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau. Anh ta thấy, Đường Tuấn đã mất đi tư cách tranh phong với anh ta. Ngao Vấn Thiên trầm giọng nói, trận chiến giữa tôi và anh thật ra đã không cần thiết phải tiếp tục nữa, tôi cho anh một cơ hội, nếu như anh xin lỗi Long tộc trước mặt mọi người vì hành vi lúc trước thì tôi có thể xóa bỏ trận chiến này, tránh cho anh mất mặt. Đường Tuấn nói, vậy thì quên đi, tôi muốn biết một chút về tuyệt học của Long tộc. Ngao Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng rồi nói, đã như vậy thì anh chọn ngày và thời gian đi. Đúng vào lúc này, âm thanh của đại trưởng lão bỗng nhiên vang lên trong đầu của Ngao Vấn Thiên, công chúa điện hạ của hải tộc mới vừa tới định long giới rồi. Tôi nghe nói trước kia Đường Tuấn từng bắt giữ Thủy Miểu Miểu, lần này cậu chiến đấu với Đường Tuấn, đúng là một cơ hội tốt để ra oai Thủy Miểu Miểu. Ngao Vấn Thiên lạnh lùng nói, tôi không cần lấy lòng cô ta. Em mờ thanh của đại trưởng lão nghiêm khắc vài phần, nói nhất định phải chuyện này liên quan đến tương lai của long tộc và hải tộc cậu thân là long thái tử phải gánh vác trách nhiệm không thể tùy cậu làm liều ngao vấn thiên nghẹn lời sau cùng nói được rồi tôi đã biết anh ta nói với đường tuấn vậy thì trận chiến quyết định vào ngày mai đi vị khách của long tộc tôi đã tới rồi có lẽ sẽ khiến anh bất ngờ đấy mặt khác tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với anh sau khi đánh bại anh thì tôi sẽ đi khiêu chiến đạo nhất anh ta để cho Đường Tuấn lựa chọn rồi hiện tại tự mình quyết định, hiện ra hết sự ngang ngược. Vừa nói xong, không cho Đường Tuấn từ chối đã lập tức dẫn người rời đi. Rất nhanh, thông tin này đã truyền khắp định Long Giới. Trận chiến giữa Ngao Vấn Thiên và Đường Tuấn sẽ được bắt đầu vào ngày mai ở đài xả thân của Long Tộc. Định Long Giới, trong một tòa nhà cao tầng. Đám người cổ hảo, Ngao Phồn đang ngồi uống rượu từ trình độ nào đó mà nói thì bọn họ coi như là những kẻ giúp bồ thương kẻ ăn đong sao, cho nên đoạn thời gian gần đây đều tụ tập về chung một chỗ. Sao cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau? Cổ hạo lạnh lùng nói, các cậu đã nghe nói gì chưa? Đường Tuấn chỉ đi tới tầng thứ ba trong vùng đất hóa rồng, hơn nữa theo như lời của mấy trưởng lão thì anh ta chỉ đi tới đoạn đầu của tầng thứ ba mà thôi. Ngao phồn gật đầu, khuôn mặt tươi cười mang theo vẻ tức giận bất bình, nói cái danh ngạch của vùng đất hóa rồng cho anh ta căn bản là lãng phí. Cho dù là đưa cho bất kỳ người nào trong chúng ta thì cũng có thể làm tốt hơn anh ta rất nhiều. Chu hư vỗ bàn một cái rồi nói, hư, tôi còn tưởng người này có vốn liếng để ngung cuồng kiêu ngạo, không nghĩ tới vậy mà không chịu được như thế. Trận chiến lần này ở đài xả thân, tôi nhất định phải tận mắt chứng kiến anh ta bị Long Thái Tử tra tấn tới chết mới thôi. Minh không trầm giọng nói, Nghe nói lần này công chúa điện hạ của Hải tộc cũng ở đây, đúng lúc khiến Đường Tuấn hung hăng mất mặt thêm một lần, khiến cái danh tiếng thối tha của anh ta truyền đi khắp tinh hải, thành tích của Long thái tử lại càng thêm uy danh. Tiện thể ăn mừng sớm hôn lễ của Long thái tử và công chúa điện hạ của Hải tộc. Đám người bọn họ nói không ngớt, lúc này phần lớn mọi người trong Long tộc đều đã nghĩ như vậy. Chương 3215, Long đằng cửu kích Đài xả thân nghe nói là một trong những bảo vật mà Long Thần từng sử dụng qua, công dụng chủ yếu là để phong ấn và loại bỏ không gian. Chỉ là sau khi Long Thần trở thành tôn giả thì đài xả thân đã bị đặt ở trong định Long Giới, làm bảo vật chân giới. Đồng thời đây cũng là đấu trường trí cao vô thượng của Long Tộc, tương đương với Long Thần tự mình giám sát, hễ là người của Long Tộc đều không dám vi phạm. Đường Tuấn mang theo con thú nhỏ A bảo leo lên đài xả thân, anh vừa xuất hiện đã lọt vào trong xung quanh âm thanh của tiếng xua đuổi và tiếng huyết. Vết thương của con thú nhỏ A Bảo đã khỏi hẳn, nghe những âm thanh này rất là không cam lòng, nói, nhóc đường, ngày hôm nay nhất định phải hung hăng giáo huấn đám rồng con kia của long tộc một chút, ngày đó lại dám khiến khuyển đại gia ta khó xử như vậy, thật sự xấu hổ và đáng giận mà. Có người nghe được lời của nó, lập tức hô, con chó nhà ngươi còn dám nói sằng nói bậy, bắt ngươi đi làm thịt chó bây giờ. A Bảo tiếp tục đánh trả lại. Đường Tuấn không rảnh để ý tới A Bảo và khán giả đang khẩu chiến, trực tiếp đi tới giữa sân. Một tiếng long ngâm vang lên, Ngao Vấn Thiên xuất hiện với cơ thể người, anh ta đứng đối diện với Đường Tuấn, hai tay chắp sau lưng thể hiện ra hết thái độ ngông cuồng. Những người khác của Long tộc cũng lần lượt xuất hiện ở phía sau anh ta. Tiếp theo, trên bầu trời vang lên âm thanh của sóng nước cuồn cuộn, Thủy Miểu Miểu mang theo đám cường giả của Hải tộc xuất hiện ở trong sân. Đường Tuấn, Long tộc, Hải tộc tạo thành tình thế cái vạc ba chân, mà lúc mọi người nhìn lại thì Đường Tuấn không thể nghi ngờ là chỗ yếu nhất. Thủy Miểu Miểu nhìn về phía Đường Tuấn, dịu dàng vô cùng giữa khói trên sóng biển cuồn cuộn, nói anh vẫn khỏe chứ? Đường Tuấn nói, vẫn khỏe. Hành động này của Thủy Miểu Miểu khiến mọi người của Long tộc tức giận không thôi lòng mẫu điện hạ tương lai vậy mà lại làm trò ngay trước mắt bọn họ còn đưa tình liếc mắt với đường tuấn ngay cả những người của hải tộc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc công chúa điện hạ hãy chú ý lời nói và hành động của ngài một vị trưởng lão của long tộc quát một tiếng thủy miều miều nhíu mày lại còn muốn nói gì đó nhưng lại bị một vị trưởng lão của hải tộc ngăn lại ngao vấn thiên nhìn thủy miều miều trong con người tràn ngập lửa giận nói, nếu như cô muốn dùng cách này để chọc giận tôi thì cô đã đạt được mục đích rồi đấy. Hôm nay tôi sẽ vì danh dự của Long Tộc mà chiến, Đường Tuấn, đến đây đi. Trên đài xả thân, những người khác đều đã lui xuống, chỉ còn lại Đường Tuấn và Ngao Vấn Thiên đứng ở phía trên. Phía dưới đài xả thân vừa rộng vừa hẹp, hoa văn trên đó chỉ có đường văn bằng máu, mùi máu tanh nhàn nhạt, nhạt cũng từ nơi đó phát ra. Trường 3216 đám quỷ nhỏ nhát cái những người trong long tộc phía dưới kêu lên thành tiếng, thái tử vậy mà đã tu luyện đến tầng cao nhất, có thể hóa ra chín cái thân ảnh rồi. Âm âm âm. Chín cái thân ảnh giống như đều là thật, đồng thời phát động tấn công điên cuồng vào đường tuấn. Vô số quyền ảnh chấp động, một nguồn năng lượng không ổn định vô cùng mạnh mẽ mênh mông cuồn cuộn trên đài xả thân. Mỗi một quyền đều là thật, mà uy lực tuyệt đối không thể xem thường. Cơ thể của đường tuấn hiên ngang đứng thẳng, giống như cái trụ chỉ trời. Hai tay của anh vung lên, tiếp hết cả quyền ảnh đầy trời. Mỗi lần tiếp nhận thì có một tiếng vang buồn bực trầm thấp, nhưng cơ thể của Đường Tuấn từ đầu đến cuối vẫn đứng sừng sững như ngọn núi lớn vậy, không hề có một chút dao động. Em mờ thanh của Long thái tử mang theo một chút kinh ngạc truyền đến từ xung quanh, vậy mà thực lực của anh lại nằm ngoài dự liệu của tôi, xem ra anh có thể để cho tôi sử dụng nhiều sức mạnh hơn rồi, chỉ là không biết anh có thể chịu được nổi hay không đây trong tay chín cái thân ảnh đồng loạt xuất hiện một khí thức lạnh lẽo của cây ba đinh. Có thể thấy trên thân chuôi cây ba đinh có một con thần long quấn quanh trông rất sống động, ba cái xiên của cây ba đinh giống như là ba vòi rồng dữ tợn. Đạo khí tam long kích. Người của long tộc thất thanh thêm lần nữa, đám người cổ hảo mắt đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt để lộ ra vài phần khiếp sợ, nói, vậy mà có thể khiến cho long thái tử sử dụng tam long kích, xem ra thực lực của đường tuấn mạnh hơn chúng ta nghĩ vùng đất hóa rồng quả nhiên vô cùng kỳ diệu, đường Tuấn cùng lắm chỉ đi tới được đoạn đầu của tầng thứ ba là đã có thể có được thực lực như vậy rồi. Đám người khẽ gật đầu, theo lẽ thường đã đổ lỗi hết tất cả vào sự thần kỳ của vùng đất hóa rồng. Chờ xem đi, Tam Long Kích cũng không thể nói lên được thực lực sau cùng của Long Thái Tử, xem xem anh ta có thể khiến Long Thái Tử sử dụng được bao nhiêu phần sức mạnh đi. Mặc kệ thế nào, kết quả của trận chiến này cũng đã định sẵn rồi, Đường Tuấn không thể nghi ngờ là sẽ phải thua thôi. Anh ta kiên trì càng lâu thì cuối cùng chỉ có càng thêm thê thảm mà thôi. Cảnh giới của Long Thái Tử cao thâm hơn anh ta rất nhiều, còn đi xa ở vùng đất hóa rồng hơn anh ta, còn có bên trong Long tộc ta làm hậu thuẫn, tôi thật sự không nghĩ ra được lý do để Thái Tử thua trận quyết chiến này. Đám người tự nhiên hàn huyên với khuôn mặt ung dung. Hừ, một đám người chỉ biết ngoài miệng nói xuông khuyển gia hiện tại rảnh tới cuống cuồng muốn khiêu chiến các người rồi đây, có dám không? Một mình khuyển tôi chiến đấu với bốn người các cậu. A bảo cách mấy người đó không xa nghe nói như thế thì trả lời với khuôn mặt khiêu khích. Đám người cổ hạo trừng mắt hung tợn nhìn A bảo, nhưng không có thật sự ra tay với nó. chương 3217, làm sao có thể chứ? Ngao vấn thiên sử dụng tam long kích thì thực lực đã tăng lên rất nhiều, khắp bầu trời đều là kích ảnh, giống như có thể đấm xuyên thủng cả bầu trời. Nhưng mặc dù như vậy thì đường Tuấn vẫn như cũ, đến cả một bước chân cũng chưa từng di chuyển. Anh nhìn chằm chằm Ngao Vấn Thiên, trầm giọng nói, Ngao Vấn Thiên, tuyệt học của Long Tộc cũng không hữu dụng mấy nhỉ. Lúc câu nói khinh miệt coi rẻ vang vọng khiến người của Long Tộc ở nơi này tức giận không thôi. Thủy Miểu Miểu cũng sáng ngời đôi mắt xinh đẹp, toát ra tia sáng kỳ lạ. Anh muốn chết ngao vấn thiên thật sự nổi giận rồi trực tiếp hóa thành một con tử kim thần long dài trăm mét thân rồng khổng lồ che khuất cả bầu trời trên đỉnh đầu đường tuấn để lại bóng dâm to lớn dưới đầu em mờ thanh của ngao vấn thiên vang lên anh đã muốn chết thì đừng có trách tôi rồng có hai sừng nhưng giờ phút này ngao vấn thiên đã có ba cái một cái sừng nhiều hơn kia vậy mà là do tam long kích biến thành ba góc hiện lên một hình tam giác trên cái sừng chợt hiện sự sắc bén mà năng lượng chập chờn mạnh mẽ. Ngao gầm. Tử kim thần long gào to một tiếng với trời, tiếng gầm điên cuồng khuếch tán mạnh mẽ ra bốn phía. Cơ thể của Ngao Vấn Thiên lắc lư giống như một ngọn núi nhỏ đâm về phía đường Tuấn ở dưới, trên đỉnh ba cái sừng lóe ra ánh chấp. Anh ta muốn dùng thân rồng khiến đường Tuấn thịt nát xương tan. Dưới đài, trái tim của A Bảo và Thủy Miểu Miểu sắp dâng lên tới cuống họng và mũi, vẻ mặt đầy lo lắng. Vẻ mặt của cổ hạo và người của Long tộc lại đang rất hưng phấn, nói anh ta vậy mà cũng dám khiêu khích Long Thái Tử, đúng là không biết sống chết mà. Ở vô số ánh nhìn soi mói của tu giả Long tộc, Ngao Vấn Thiên và Đường Tuấn đụng vào nhau. Âm âm âm. Giống như âm thanh của tiếng chuông lớn vang lên, chấn động đến màng nhĩ của mọi người đều cảm thấy ong ong. Một số tu vi hơi yếu càng bị chấn động đến chảy máu đầy tai. Đó là làm sao có thể chứ? Rất nhiều tu giả của long tộc không kịp kiểm tra thương thế, không khỏi khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Dưới cơ thể to lớn của rồng, hai tay đường tuấn để ở trên sừng rồng, tia điện đáng sợ chạy trên khuôn mặt giường như không cách nào tổn thương được anh ta. chương 3218 tên này điên thật rồi. Âm âm âm. Hai tay đường tuấn cầm lấy sừng rồng, điên cuồng đập ngao vấn thiên sang hai bên đài xả thân không hổ là trí bảo, cũng không có bị đập tới hư, nhưng vẫn bị chấn động tới lắc lư không thôi. Tất cả mọi người chấn động nhìn cảnh tượng trong sân, đường đường là thần tử của long tộc lại bị người khác đập tới ném lui như đồ chơi. Sau khi đập hơn 10 cái, một tiếng giống tràn ngập sự giận dữ vang lên, Ngao Vấn Thiên cả giận nói, đường Tuấn, anh thật sự chọc giận tôi rồi đấy. Một luồng sức mạnh bùng lên, Ngao Vấn Thiên cuối cùng cũng thoát khỏi được sự khống chế bởi hai tay của đường Tuấn, trở về bầu trời một lần nữa. Thời khắc này những chiếc vảy màu tử kim của Ngao Vấn Thiên đã bị hư hại vài miếng, máu tươi chảy dòng dòng nhỏ xuống ở trên đài xả thân, ngay cả trong miệng rồng cũng chảy máu. Đến ngay cả cơ thể của thần Long cũng không thể chống đỡ được trận công kích điên cuồng vừa rồi của Đường Tuấn. Trong đôi mắt của Ngao Vấn Thiên ẩn chứa lửa giận ngút trời, phun ra sát ý. Đường Tuấn đứng ở trên đài xả thân, Trêu tức nhìn Ngao Vấn Thiên, dùng giọng nói khinh miệt nói: "Ha ha, không phải anh muốn điều bất ngờ sao? Cái bất ngờ này có đủ chưa?" Ngao Vấn Thiên nghiến răng vang lên tiếng ken két, thầm nghĩ một tiếng đã khinh suất rồi, đồng thời cũng có phần không nghĩ tới thực lực của Đường Tuấn vậy mà lại đạt được tới cấp độ này. "Anh cho rằng như vậy là có thể đánh bại được tôi à, quá ngây thơ rồi." Ngao Vấn Thiên chợt quát một tiếng, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, sắc mặt của đám người ngao nguyên chợt thay đổi, nói, Long Thái tử vậy mà lại nhân cơ hội này đột phá ranh giới của cảnh giới, không hổ là huyết mạch Long tộc hoàng giả, tuy rằng vừa rồi bị ngăn cản nhưng càng đánh càng hăng. Đường Tuấn nhíu mày, chợt cười lạnh lùng nói, chỉ anh mới đột phá cảnh giới à? Âm thanh vừa dứt, anh quả quyết thúc đẩy thần tàng quyết, khí tức cũng tăng vọt. Ở trong vùng đất hóa rồng, đường Tuấn mượn huyết chỉ để tu luyện rồi ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh, sau đó lại có được một giọt máu tươi của thần long dung hòa vào cơ thể mình thì đã sớm có thể đột phá rồi. Chẳng qua anh đã đẻ ép cảnh giới lại chính là vì chờ đợi cái khoảnh khắc này đây. Lôi vân ở trên bầu trời nhanh chóng kéo đến, một khoảng âm u che khuất vùng trời trên đầu đường Tuấn, trong lúc lôi xà bắt đầu khởi động, từng đợt thiên phạt chập trờn truyền đến trong tim của mọi người. Tên điên, tên này điên thật rồi. Đám người ngao nguyên cực kỳ hoảng sợ, Ngao Vấn Thiên đột phá cảnh giới thì bọn họ vẫn có thể hiểu được, dù sao từ cảnh giới thần quân sơ kỳ đến trung kỳ cũng không có thiên lôi đánh xuống. Nhưng từ động hư cảnh đột phá đến cảnh giới thần quân sẽ đối mặt với thiên phạt kinh khủng, gần như là thập tử nhất sinh mới vượt qua được, mà Đường Tuấn lại dám khinh thường, chọn đột phá trong lúc đang chiến đấu. Ngu xuẩn, chương 3219, đồng ý với tôi, đừng có chết đấy. Ngao Vấn Thiên đã đột phá xong, cảm nhận được sức mạnh trên người đã mạnh hơn mấy lần, tuy rằng thoạt nhìn vẫn có chút thảm hại như cũ, nhưng anh ta đã tìm lại được lòng tin. Anh ta chỉ phê bình đúng hai chữ với hành động của Đường Tuấn. Nhóc Đường, đánh không lại thì chúng ta nhát gan thôi, cậu đừng có tự đi tìm chết chứ." Con thú nhỏ A Bảo ở dưới kêu lên. Hàm răng của thủy miểu miểu cắn đôi môi đỏ hồng, một luồng hào quang bắn ra từ ấn đường đi tới trước người của Đường Tuấn mặt của đường tuấn lộ vẻ kinh ngạc vậy mà lại là thủy tự thần văn thủy miều miều nói khẽ đồng ý với tôi đừng có chết đấy đường tuấn thật sự không hiểu nổi tại sao thủy miều miều lại thay đổi cái nhìn với anh lớn như vậy anh do dự một chút thu hồi thủy tự thần văn nói cảm ơn chờ trận chiến này kết thúc tôi sẽ đến cửa để báo ơn thủy miều miều nghe vậy thì khuôn mặt tươi cười đỏ đi rất nhiều dùng một loại âm thanh có chút thay đổi nhỏ mà nói, "Được, tôi sẽ đợi anh ở Thiên Hải giới." Thiên Hải giới là nơi cô ta sinh ra, cũng là nơi nòng cốt của hải tộc. Đường Tuấn khẽ gật đầu, không có suy nghĩ gì nhiều. Anh có Hỏa tự thần văn, Thủy tự thần văn có tác dụng rất lớn với anh. Đám người hải tộc nhìn thấy cảnh tượng này, còn không hiểu được suy nghĩ của Thủy Miểu Miểu, môi của bọn họ giật giật nhưng cũng không có nói gì cả bọn họ cũng là nhìn Thủy Miểu Miểu trưởng thành, cũng mong muốn cô ta có thể tìm được người mình thích. Chỉ là hôn ước giữa cô ta và Ngao Vấn Thiên là do chính miệng Hải Thiên Vương và Long Thần quyết định, không thể thuận theo sự phản đối của bọn họ được. Có vài người nhìn đường Tuấn ở dưới lôi vân, thở dài trong lòng một cái rồi nói, nếu như cậu ta không có năng lực thì tốt nhất là nên chết ở dưới thiên kiếp đi, đúng lúc chặt đứt nỗi nhớ nhung của công chúa. Cơ thể của đường Tuấn chìm đắm trong lôi quang, thoạt nhìn rất oai phong lẫm liệt, lạnh lùng nhìn Ngao Vấn Thiên rồi nói, có dám tiến vào thiên kiếp của tôi đánh một trận không? Ngao Vấn Thiên khẽ run, một khi anh ta tới gần đường Tuấn thì lôi kiếp trên bầu trời sẽ tự động sinh ra cảm ứng, anh sẽ bị dính líu vào cùng nhau, đồng thời cường độ của lôi kiếp cũng sẽ được tăng cường. Điều này có chút bất lợi với anh ta, nhưng nhìn ánh mắt khiêu khích của đường Tuấn, Ngao Vấn Thiên cắn răng nói có gì mà không dám chứ. Anh ta cũng không phải là bị kích động, mà là cảm thấy bản thân đã từng vượt qua lôi kiếp rồi, ít nhất thì có kinh nghiệm hơn đường Tuấn, vẫn có ưu thế hơn. Người của Long tộc muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Có vài người trong bọn họ bất bình, nghĩ rằng đường Tuấn quá hèn hạ, vậy mà lại sử dụng phép khích tướng với Ngao Vấn Thiên. Nhưng cũng có vài người cười khẩy không thôi, nói lần này anh ta là tự làm tự chịu. Thái tử đã từng vượt qua lôi kiếp, cho dù kinh nghiệm hay trên thực lực thì đều mạnh hơn đường Tuấn mà một khi thái tử đi vào thì uy lực của lôi kiếp sẽ tặng mạnh, áp lực của đường tuấn chỉ càng lớn thêm nữa. Anh ta cho rằng như vậy là có thể hạn chế được thực lực của thái tử, nhưng lại không biết hạn chế với anh ta lại càng nhiều hơn. chương 3220, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Đường tuấn cười lớn một tiếng, bộ dáng điên cuồng cũng hiện rõ, nói, ngao vấn thiên anh quá ngạo mạn rồi, cho dù có ở trong lôi kiếp thì tôi cũng có thể ngược đại anh. Vậy thì thử xem, Ánh mắt của Ngao Vấn Thiên không thể coi thường, mới vừa rồi bị đường tuấn đập tới ném lui như vậy đã khiến anh ta mất hết thể diện rồi, lúc này cũng muốn nhanh chóng tìm lại. Dưới lôi kiếp, thân hình rồng khổng lồ của Ngao Vấn Thiên dẫy giụa, một con thần long vẫy đuôi đập tới hướng của đường tuấn. Cùng lúc đó, hai luồng lôi điện trên bầu trời chia nhau đánh vào đường tuấn và Ngao Vấn Thiên. Lôi quang trói mắt chiếu sáng phía chân trời khiến nhiều người đều phải nheo mắt lại. Sang giác lôi điện đầu tiên đánh vào trên cơ thể giống như ngọn núi nhỏ của ngao vấn thiên nhưng chỉ khiến anh ta cứng đờ trong chốc lát cũng không ảnh hưởng bao nhiêu với anh ta anh ta nhe răng cười một tiếng nói đường tuấn thấy chưa anh tính sai rồi đường tuấn hử nhẹ một tiếng mặc cho lôi điện trên bầu trời đánh vào đỉnh đầu của mình hình ảnh đường tuấn bị lôi điện đánh cho cả người cháy đen thui trong tưởng tượng của mọi người cũng không có xuất hiện lôi điện đánh vào cơ thể của đường tuấn giống như châu đất vào biển rồi tan biến vào hư vô. Mọi người còn chưa hồi phục lại tinh thần thì hai tay của đường Tuấn đã bắt được đuôi rồng, sau đó vùng vẫy điên cuồng giống như trước vậy. Nụ cười nhạt trên khuôn mặt của Ngao Vấn Thiên còn chưa tản đi đã cảm giác trời đất quay cuồng. Anh ta lại bị đường Tuấn xoay thêm lần nữa. Nếu như là lúc trước thì anh ta còn sử dụng được sức mạnh để dẫy ra ngoài. Nhưng bây giờ lôi điện trên bầu trời thỉnh thoảng đánh trên người của anh ta, khiến cho cơ thể và pháp lực của anh ta xuất hiện sự đình chỉ trong chốc lát, căn bản không có cách nào tích trữ lại toàn bộ sức mạnh. So sánh với Đường Tuấn thì lôi điện không có chút ảnh hưởng nào. Trong lúc choáng váng, Ngao Vấn Thiên cũng trợn mắt há hốc mồm, cơ thể của người này vậy mà lại còn dũng mãnh hơn cả anh ta. Cuối cùng anh cũng hiểu được tính toán của Đường Tuấn. "Đường Tuấn, tôi muốn giết chết anh." "Anh vô liêm sỉ, có bản lĩnh thì thả bổn thái tử ra đi." Ngao vấn thiên xấu hổ và tức giận lẫn lộn. Thân là thái tử của Long tộc vậy mà lại bị người ta xoay như trong chóng hai lần liên tục, thể diện đã mất hết cả rồi. Qua đáng hơn là anh ta càng ra sức mắng thì thủ đoạn của Đường Tuấn càng ác nghiệt hơn. Vậy mà lại dùng thân hình rồng của anh ta để đi giúp chống đỡ lôi kiếp. Đám người Long tộc và Hải tộc ở phía dưới chấn động không nói nên câu. Đây thật sự là Long thái tử vô địch trong ấn tượng của bọn họ sao? Sao lại cảm thấy giống như một bao cát hình con rồng vậy? đám người long tộc tức giận đến cơ thể run rẩy có vài người muốn tiến lên giải cứu long thái tử nhưng lập tức bị người ngăn cản các người điên rồi sao với tu vi của các người một khi tiến vào phạm vi của lôi kiếp thì lôi kiếp sẽ lập tức tăng cường đến lúc đó bị thương vẫn là long thái tử lời này khiến cho những người đó không dám hành động gì nữa vậy chúng ta phải làm gì bây giờ có người không nhịn được mà hỏi bọn họ thật sự không thể xem nổi nữa rồi đường đường là Long Thái Tử lại bị người ta ức hiếp tới bộ dáng như vậy. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 169